Không biết là thời gian sắp tới này thì tôi có thể tặng cái cho các bạn được không nữa. Không biết được 10.000 sub không nữa. Tại vì hiện tại kênh tôi đang gặp một số vấn đề. Thật sự tôi cảm thấy rất là buồn luôn khi mà phải nói tin này cho các bạn biết. Và tôi mong rằng là nếu như mà cái kênh này không được 10.000 sub á, thì tôi sẽ tặng cá bên kênh Đạt M8. Thì các bạn có thể là qua kênh đó để đăng ký. Lỡ như kênh này có vấn đề gì đó thì tôi có thể là tặng cá bên đó cho các bạn. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ tôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hịnh Đạt. Thì tôi là Đạt đây. Hôm nay tôi sẽ không đặt cá beta nữa các bạn. Đặt cá hoài thì các bạn cũng nhàm mà tôi cũng nhàm. Hôm nay quyết định tôi không đặt cá beta mà tôi đặt con cá lóc. Cá lóc ở ngoài đồng mà các bạn. Nó giỡn các bạn thôi. Ở miền Nam mình thì gọi là con cá lóc, còn ở miền Bắc thì họ gọi là con cá quả. Nhưng mà mình ở miền Nam thì mình sẽ gọi là con cá lóc nha các bạn. Vừa hổm có một cái bạn bình luận là kêu tôi mua cái con cá lóc vây xanh các bạn. Thì tôi nghe rất là lạ luôn mà đến giờ tôi chưa nghe nói. Thì thường thường là có cá lóc nè, hoặc là con cá lóc bông nè, có hai loại đó thôi. Mà lần này có cá lóc vây xanh nữa, nghe lạ quá, quyết định là ngày hôm nay tôi sẽ tìm mua con cá đó. Và tôi đã thấy được chỗ bán rồi các bạn, đó chính là Lazada. Hôm nay thì tôi sẽ lên đó tôi đặt về tôi review với các bạn. Con cá đó là 15 cm các bạn. Thì các bạn nghĩ đi, một cây hước của mình thì nó là 20 cm, thì cây đó là nó tầm 15 cm, thì các bạn cứ tính đi cỡ nào. Rồi hôm nay thì tôi sẽ đặt nha. Thì con cá đó giá là 9.0 các bạn nè. Có cái bạn đó chỉ tôi là cái con cá lóc vây xanh nó ở trên đây thì quyết định là tôi sẽ lên đây đặt nha. Thì cái con cá này là 9.0 đó, hồi nãy có nói rồi, 15 cm nè. Cái hình cho các bạn xem luôn, thì đây chính là cái cận cảnh của cái hình mà shop đã chụp nha các bạn. Thì cái con này thì mắt của nó nhìn hơi bị đáng sợ á. Thì cái đuôi nữa nè các bạn, cái đuôi nó thường thấy trên mạng nó màu xanh lè xanh lét luôn, nhưng mà ở đây thì nó không được xanh. Rồi thì bây giờ tôi sẽ đặt cái con cá này cho các bạn xem nha. Rồi thì khi nào mà cá về tôi sẽ quay clip cho các bạn xem. Câu nói huyền thoại khi nào về tôi sẽ quay clip cho các bạn xem. Thì ở đây tôi có đặt một cái túi. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái túi này ra cho các bạn cùng xem. Thì đây là cái túi ni lông để đựng mấy con cá beta đó các bạn. Thì các bạn mua cá thì các bạn cũng biết cái túi này rồi ha. Thì đó, tôi mua cái này để tôi làm clip là tôi tặng cá cho các bạn đó. Các bạn thấy tôi đầu tư không? Bây giờ tôi sẽ mở cái túi này ra cho các bạn xem. Thì tôi đặt ở trên Shopee nè các bạn. Mở ra cho các bạn cùng xem nha. Mình có thể sử dụng lại cái chống sốc này nè, cái ni lông chống sốc này nè, để mai mốt mình gói lại mình tặng cá cho các bạn cho nó dễ. Ẩm gài mình đặt về cũng mấy ngày rồi mà mình chưa có mở. Đợi hôm ngày hôm nay mình quay clip mình mới mở ra cho các bạn cùng xem luôn, chứ mình không dám mở trước các bạn ơi. Đây là 100g bọc nha các bạn. Mở mở như thế nào ta? Đây đây, để tôi lấy ra một cái cho các bạn cùng xem. Ôi lấy ra hết luôn rồi. Wow, trời ơi cái bọc nè. Nè tôi lấy, tôi dở cho các bạn cùng xem nó dài cỡ nào nè. Thì đây, đó, nó là như thế này nè các bạn. Tính ra nó cũng bự ha. Bữa hổm tôi có làm một cái clip là chế tạo cái hùng xốp với các bạn còn nhớ không? Và đây chính là cái hùng xốp đó. Và ngày hôm nay tôi để cho các bạn xem biết kết quả là như thế nào, mà tại sao là tôi lại đóng lại kính mít như thế này. Để tôi mở ra cho các bạn xem. Thì hiện tại ở trong đây là không còn có một con cá nào luôn nha các bạn. Đây các bạn nhìn đây, nước hồ phải gọi là cực kỳ trong luôn, trong vắt luôn nha các bạn. Đó, thì nhưng mà ở đây thì nước không thể nào mà nuôi được các bạn ơi. Tại vì xi măng cái này nè, nó chưa có hết, cho nên là nuôi cá thì xong phim luôn các bạn. Mấy con cá của mình thả vô đây thì nó đơ luôn á các bạn. Kiểu như là nước này là không thể nào mà nuôi cá được. Mình phải sử dụng cái gì đó, ví dụ như là bắp chuối này mình bỏ vô mấy ngày mấy đêm gì đó, thì mai ra thì nó mới có thể là sử dụng được nha các bạn. Tôi không có biết á, cho nên là cuối cùng thì cái hồ này không thể nào mà nuôi được nữa. Tôi sẽ set up cái hồ này để nuôi cái con cá lóc vây xanh đó nha các bạn. Thì tôi sẽ lấy mấy cái cục này nè, mấy cục sứ này nè, tôi thảy qua đây. Nè các bạn, ở đây có một cái cây này hồi đó tôi mua ở bên chợ nè,
Giờ các bạn thấy không? Nó không thể nào mà nó sống nổi ở trong cái môi trường luôn. Giờ nó này các bạn nhìn nè. Nó đâu còn gì đâu. Đó, các bạn thấy không? Bỏ qua bên ngoài luôn đi. Không thể nào mà nó sống được trong cái môi trường này. Tôi sẽ lấy nước máy tôi bỏ vô đây nha các bạn. Thì cái thùng này là cái thùng xốp, yên tâm không có chuyện gì xảy ra cả. Còn cái này là xi măng thì nó khác nữa. Nó khác nhiều lắm. Rồi ok, có lẽ là nước bao nhiêu đây là chưa đủ đâu các bạn. Chắc phải để thêm miếng nữa quá. Lụm vài cọng rong ra để bỏ qua bên kia nha các bạn. Nhìn cho nó hấp dẫn hơn á. Ở cái cọng rong bên đây nó vàng khè luôn rồi nè. Để qua bên đây. Thì đây chính là cái dụng cụ đo pH nè các bạn. Thì ngày hôm nay tôi sẽ thử đo cái hồ này để xem nó là bao nhiêu nha các bạn. Và xem thử hồ này nó bao nhiêu mà tại sao cái hồ này nó lại không được nuôi cá nha. Rồi bây giờ tôi sẽ mở ra cho các bạn cùng xem. Thì ở bên trong là mình có một cái chai để đo pH như thế này nè các bạn. Tôi để đây cho các bạn cùng xem. Rồi ở bên trong là mình có thêm một cái lọ như thế này. Cái lọ này thì mình can cái mực nước tầm 5 mét, ô lộn 5 ml nha các bạn. Rồi bên trong á thì có một cái tờ giấy, trong đây thì nó để rất là nhiều cái bảng màu. Thì ở bên đây là pH thích hợp cho nuôi nước ngọt nè là 6 đến 7,5. Rồi nước mặn, nói chung là mình chỉ quan tâm cái dòng đầu tiên thôi các bạn, là 6 đến 7,5 là mình nuôi được nha. Rồi bây giờ tôi sẽ đo, thì tôi sẽ múc cái nước ở trong cái hồ này cho các bạn cùng xem. Đây. Thường thường á, nếu như mà nó sẽ rơi vào từ 6 đến 7,5 đúng không? 6 đến 7,5 là từ đây nè, tới đây. Còn cái màu xanh xanh này là mình không có nuôi được nha. Thì bây giờ mình sẽ nhỏ vô thử coi là nó bao nhiêu nha. Nó ra màu gì nha các bạn. Thì một lần mình chỉ nhỏ một giọt thôi nha các bạn. Đây mình sẽ nhỏ vô. Một giọt. Trời ơi, nó ra màu gì rồi? Màu xanh. Đây. Màu xanh nè các bạn. Như thế này sao mà nuôi cá được, bỏ con cá nào vô chịu nổi các bạn. Cái nước này á rồi là không có nuôi được nha. Múc miếng nước. Đây cỡ này. Rồi mình chế vô cho các bạn cùng xem nha. Một giọt thôi nha. Đây. Cái này là một cái màu khác nữa chứ không phải là màu xanh này. Nó khác nhau hoàn toàn đúng không? Thì nó nằm ở bên đây. Đây. Là mình có thể nuôi được bình thường nha các bạn. Nước này là ok, tốt. Yeah, cuối cùng thì mình cũng đã set up xong được cái hồ cá để thả con cá lóc vây xanh đó vô rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở cá ra cho các bạn cùng xem nha. Thì đây chính là cái hộp của nó nè các bạn. Đây, bao ngày chờ đợi thì cuối cùng nó cũng đã về rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mở xem thử bên trong nó có đẹp như là trong hình không nha các bạn. Thì cái shop này là shop cá cảnh thú y. Thì cái chỗ này thì nó nằm ở đâu vậy ta? Cao Lãnh. Cao Lãnh thì chắc là Đồng Tháp nha các bạn. Sát bên mình luôn. Thì Đồng Tháp cũng là quê ngoại của mình luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở ra nha. Thì người ta đóng cho mình là đóng shop đó, cho nên là nói chung là 2 ngày giao thì cũng khá là nhanh đấy các bạn. Thấy cái gì rồi đó. Cái này mở không ra ta. Rồi. Ôi trời, không dám đụng vô luôn á. (Cười)
hơi bị rung tay. Đây chính là cái con cá lóc vây xanh nha các bạn. Ở bên trong nó có một chiếc lá gì nữa đó, tôi nhìn thấy hơi rung xíu đó. Thì bây giờ tôi sẽ đem cái con cá này, cá lóc vây xanh, sẽ giống cá lóc đồng mình quá trời, để tôi thả vô đây nha, rồi gì tính tiếp. 5 phút sau tôi sẽ quay lại. Không biết cái con cá lóc này nó sẽ ăn cái gì ta. Ghê không? Ghê. Nó hơi nhỏ tí thôi. Thôi 15cm luôn. Yeah. Bọc này hơi cứng á. Nó sẽ tự bơi ra các bạn. Đó đó. Đây nè các bạn, cá lóc vây xanh nè. Đó, thấy chưa? Vậy giống cá lóc thường không ta? Tôi xin. Thấy đâu rồi, nó rồi? Tôi dưới đây nè. Rồi, thấy rồi. Ở trong đây là người ta bỏ vô cho mình là cái gì đây? Rồi cái bọc ni lông mà người ta bỏ vô luôn nè. Đen đen hồi lùi, hạn chi tôi tưởng cái lá không chứ. Cái nấp mình nè các bạn, nấp dưới đây rồi đó, nó đó các bạn, cái lóc vây xanh. Để bây giờ tôi lấy cái lưới này tôi đậy lên nha các bạn, để tránh trường hợp mà nó phóng ra ngoài các bạn. Cái con cá lóc mà nó phóng dữ lắm,